Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình cùng với các bạn đi lý giải tại sao ở Nhật Bản nhiều ca diếc và nó to các bạn ạ. Các bạn cùng đi với mình nhá. Để thực hiện video này, mình đã đi vào công viên các bạn ạ. Công viên này cũng gần nhà mình thôi. Thì có cái ao để mà câu cá. Thì cái ao này cá diếc nhiều lắm các bạn ạ. Các bạn xem các cụ đang ngồi câu kìa. Các cụ đi rất là sớm vì các cụ cũng không bận việc gia đình ấy, nên là các cụ ấy đến đây ngồi câu. Thì bây giờ tầm khoảng 6 rưỡi 5 giờ sáng nhưng mà các cụ ấy đã đến đây rồi. Các bạn nhìn công viên ở đây có đẹp không các bạn? Ở quê các bạn chắc nhiều công viên lắm nhỉ. Thì chỗ mình có cái công viên này là công viên của thị trấn các bạn ạ. Nó cũng gần nhà mình thôi. Để các bạn cùng đi nhá với mình nhá. Các bạn xem công viên họ ấy xây dựng ở đây rất là bài bản các bạn ạ. Có cả chòi nghỉ ngơi cho người dân nghỉ đến đây tham quan ấy, nhất là các trẻ em các bạn ạ. Phần họ ấy mục đích cũng ngắm là trẻ em và người già. Đó, các bạn nhìn luôn là cái nhà vệ sinh các bạn ạ. Cái nhà vệ sinh này thật sự nó còn ngang tầm với lại nhà xịn, nhà biệt thự ở quê mình đấy các bạn ạ. Cái công viên ở đây người ta chu đáo đến mức mà mình cảm tưởng như là bất ngờ luôn ấy khi mình đến Nhật. Các bạn nhìn cái công viên này, nhìn thấy sạch sẽ không? Đây, phía cái ô vuông vuông đấy chính là cái nhà vệ sinh các bạn ạ. Nó sạch sẽ lắm, được xếp vào tầm 5 sao đấy. Mình xin giới thiệu với các bạn về cái quá trình đồ câu các bạn nhé. Thì mình dùng lưỡi không mồi các bạn ạ. Đây là cái loại lưỡi không mồi này, các bạn nhìn kỹ nhé. Đó, và mình sẽ cho mồi vào cái giỏ này. Các bạn nhìn cái giỏ này chưa? Đó. Bài mồi cá diếc thì rất là với mình nhé. Đối với mình thì là mồi cá diếc thì là thực ra nó là cám cá các bạn, cái cám cá cảnh ấy. Các bạn mua 100 yên thôi. Các bạn pha với nước, các bạn này cho vào làm mồi cho nó thôi. Các bạn cho vào cái giỏ này các bạn. Đó. Thì bây giờ các bạn xem mình xem câu cá nó có cắn không các bạn nhé. Vì là thực ra là mình ngồi câu như các cụ kia thì mình không đủ tiền để mà tài trợ cái mua được cái đồ đấy. Nên là mình phải dùng cái bài này, là đồ này rất là rẻ ở Nhật Bản. Nên là mình câu thử xem có cá diếc có cắn không các bạn nhé. Ngồi vào cái giỏ này. Đó. Các bạn là cho nhiều khờ tí, lần đầu tiên thì các bạn cho nhiều vào tí nhá, để là bắt đầu câu ấy thì là cá nó đến nhiều ấy, thì các bạn cho nhiều khờ tí. Đừng tiếc nhá, cái này không tiếc đâu, đừng có tiếc. Đó. Rồi. Xong rồi. Thì bây giờ các bạn xem mình thả câu các bạn nhá. Các bạn nhìn chưa? Rồi. Thôi. Thì bây giờ mình đợi cá đến cắn thôi. Mình ngồi đây cầm cần đây, ôm cần đợi cá cắn đây. Suy nghĩ về quê hương, suy nghĩ về tương lai, nó nhiều cái nó cũng thú vị các bạn ạ. Các bác có điều kiện, các bạn có điều kiện thì hãy cố gắng đi câu cá để giải trí các bạn, cho nó cuộc sống cho nó vui vẻ hơn. Các bạn, mình đã câu được con cá rồi các bạn ạ. To lắm. Các bạn nhìn này. Cá diếc rất là to. Ở quê các bạn còn nhiều cá diếc không các bạn? Ở quê mình thật sự cái thời mình học cấp 3, cấp 2 thì là mình thường hay đi câu. Thì cũng còn nhiều các bạn ạ. Với lại đi đánh dẫm ấy, với lại đi mò ấy thì cá diếc còn nhiều. Cái loại tầm khoảng 2 ngón tay với 3 ngón tay ấy,
thì cũng còn khá là nhiều các bạn. Mình bắt về kho, tức là kho khô ở quê mình, gọi kho cháy, kho dùng để chấu để mà kho ấy các bạn, ăn rất là ngon, ăn với lại cơm tám nguội. Thì các bạn quê bạn có gạo tám không nhỉ, cơm tám ấy đấy, các bạn ăn cái loại đấy rất là ngon, cơm nguội với lại cá diếc kho thì có mà tuyệt vời. Không biết bây giờ cái mạn Thái Bình với lại Nam Định với lại Ninh Bình với Hà Nam còn rất là nhiều cái thời mình đấy, còn không biết bây giờ thì lâu lắm rồi, cũng phải đến 15 20 năm rồi mình cũng không bắt cá ở quê cả, nên là không biết giờ còn không. Rất là thú vị các bạn ạ. Các bạn nhìn cái phao nó cứ nhấp nha nhấp nhô, cá nó cắn này, nhìn thích không? Đói 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 đói. Các bạn nhìn có thích không? Yêu không? Mình vừa câu được con nữa các bạn ạ, con cá diếc to lắm, này con thứ hai cũng tầm khoảng 20 cm, rất là to các bạn nha. Bây giờ mình tạm thời mình thả vào trong thùng để xem cuối ngày tổng kết xem được bao nhiêu con cá trong vòng một thời gian rất là ngắn các bạn nhé. Cái thú vui của mình câu kiểu này thì là nhìn thấy cái phao đỏ đỏ kìa các bạn, nó nhấp nháy khi mà cá cắn ấy, rất là thích, rất là sướng các bạn ạ. Đó. Nên là mình cũng hay đến đây ngồi. Các bác nhìn thấy con chuột chũi này có đáng yêu các bạn, thì nó sống ở đây theo thành đàn thành bầy á, nhìn rất chi là ngộ nghĩnh luôn. Trẻ em đến đây vui chơi á, các em thích chụp con này lắm, thích chụp ảnh con này lắm, đùa với con này á, cứ đuổi 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 nó ấy. Nó nên nó phơi nắng với lại nên nó kiếm ăn mồi các bạn. Cái loại này nó ăn ăn lúa này chính các bạn ạ, ăn cỏ non ấy. Đấy. Nhìn công viên có rất nhiều các sinh vật. Các bác nhìn em dòng con cá này lên bờ các bác nhá. Thì nó không giống như cần của các cụ thì là đưa thẳng nó vào bờ được. Bởi vì em dùng cái kiểu câu kiểu này nên là phải rong nó vào, không thì nó đứt lưỡi mất. Bạn, mình lại câu được một chú cá diếc to rồi, cũng bằng tầm 20 cm các bạn ạ. Rất là to luôn. Các bạn nhìn, các bạn thấy khuôn mặt của mình là so con cá nhá. Rất là to. Mình tạm thời bỏ vào thùng đã cho các bạn nhá. Cho vào thùng đã. Ở bên Nhật này các cụ ấy có lương hưu rồi nên là các cụ ấy sống một cuộc sống nó rất chi là thoải mái các bạn ạ. Cái thời trai trẻ đã lao động vất vả rồi thì cái tuổi về già các cụ ấy tạo cho mình một cái tinh thần rất nó thoải mái một cách cực kỳ luôn ấy. Tham gia vào lớp tình nguyện dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài như bọn mình ấy. Sau đó là rỗi rãi để đi câu. Còn công việc của các cụ ấy thì là bây giờ còn sức khỏe mà các cụ vẫn đi làm các bạn ạ. Thỉnh thoảng các cụ vẫn đi làm, gọi là làm thời vụ các bạn, tức là làm từ 9 giờ khoảng đến 5 giờ chiều là về ấy. Thì là đủ tiền ăn, cái tiền xăng xe với tiền đi lại. Còn lương hưu các cụ đã có rồi. Thì bên Nhật thì hiện tại bây giờ là 65 tuổi mới được nhận hưu các bạn ạ. 60 tuổi là không phải đóng hưu nữa, đến 65 tuổi thì bắt đầu được nhận. Thì các cụ ấy bên này cũng tiết kiệm nó, các cụ ấy tích góp vào tiền cho đến tuổi già của mình để được hưởng ấy. Đấy. Thì cầm gần câu đi câu cá vậy, mình sống ở đây 6 năm rồi nên là mình hiểu, cũng quan sát được các cụ sống như thế nào. Mình cũng mong ước là sau này mình cố gắng về già có được như các cụ không. Được.
Vậy là hơn 1 tiếng rưỡi mình đã câu được 5 con chú cá diếc tầm khoảng gần 2 cân các bạn ạ, vì cá diếc bên Nhật to lắm. Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn này, cá diếc bên Nhật to. Rất là to luôn đấy. Các bạn nhìn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thả ra các bạn ạ, không nó chết mất vì cá bên Nhật này mang lên bờ nó cũng yếu đuối lắm. Sợ nó chết nên là mình trước mắt mình thả ra các bạn nhá. À, bây giờ mình thả nó ra để cho nó sống đã, chứ mình cũng không ăn làm gì cả. Đấy, bây giờ câu tiếp thì nó bỏ vào thùng thì thùng bé mà nên là nó chết mất, nên là mình thả nó xuống trước đã nhá các bạn nhá. À, vừa rồi mình đã thả cá ở xuống lại ao rồi các bạn ạ. Thì thực sự là nhìn thì rất là ngon các bạn, ngon tuyệt vời luôn. Gần 2 cân cá diếc này mà về kho tuyệt vời, hoặc là rán chiên xù, nhưng mà người Nhật người ta không ăn ấy, thì mình khuyên các bạn cũng không nên ăn làm gì cả, câu cho giải trí thôi. Các bạn ở trong những cái công viên như thế này ấy, thì các cụ cũng đang là câu rất là nhiều. Các cụ ngồi trầm tư rồi là để mà tức nhiên đến đây có bạn bè là một này, thứ hai là cũng để mình giải trí. Thì các bạn giữ gìn môi trường để lần sau nó có cái đồ chơi các bạn. Bây giờ mình mà đánh bắt hết ý, thì nó cũng nhanh hết đó. Cá ở bên Nhật này thì thực ra là cá diếc này nó nhiều, chẳng qua là thứ nhất là đồ ăn các cụ thả xuống rất là nhiều các bạn ạ, cứ mồi các cụ mua hàng bao luôn. Và thứ hai là người ta không đánh bắt ăn thì là nó cứ sinh sôi nảy nở ra thôi. Thì nên là vì vậy nó rất là nhiều. Mình câu có hơn tiếng rưỡi thôi mà được 5 con cá, mà mình cũng định câu nữa nhưng mà không có cái thùng này nó bé quá, thả vào đây thì nó chết mất. Mỗi lần trước mình câu thì mình thả xuống luôn, không sao cả. Thì các bạn giải trí, ngồi tâm tư, nghĩ về quá khứ, nghĩ về thời sinh viên, nghĩ về thời cấp 3 chẳng hạn ấy, ngồi câu để giải trí các bạn ạ, rất là hay. Thì nhưng mà các bạn cố gắng giữ gìn môi trường xung quanh cho nó sạch sẽ các bạn nhé, để lần sau mình có cái đồ chơi ấy. Đấy. Video của mình đến đây là hết. Các bạn thấy hay và thú vị cho mình lượt like và chia sẻ các bạn nhé. Bye bye.